Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình có một cái đồ lên rất hay cho anh em nhé. Một con hàng đấu giá từ Amazon của Mỹ về, cực kỳ ngon. Và đây là bạn Luân. Số điện thoại bảo Luân ở ngay bên cạnh mình, số điện thoại của mình đây. Số điện thoại Luân là 0965673502 anh em nhé. Số điện thoại của mình ở ngay bên cạnh là 0960976663776. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào ở Audio 89 thì có thể liên hệ với mình hoặc Luân để biết thêm chi tiết về sản phẩm anh em nhé. Và bây giờ bắt đầu tiên đây. Đây là một con súng massage, gọi là massage gun anh em nhé. Massage gun hàng đấu giá thì xin lỗi anh em, nó là đến từ cái thương hiệu Infinity anh em nhé. Một cái thương hiệu rất là lớn, chuyên về sản xuất đồ gia dụng của Mỹ anh em nhé. Thì đây anh em nhìn sẽ có cái hộp thiết bị, nó sẽ có các cái phần công cụ này, các tác dụng bắt đầu nó thể hiện hết ở đây anh em nhá. Bên này thì nó sẽ có các cái hộp chức năng đây, bạn bạn được cứ giữ nguyên ở đây thôi. Đây cái chức năng đầu tiên là 6 đầu đi kèm này, pin sạc là 24V anh em nhá, sạc pin sạc 24V. Cây có hộp đựng này, đấy cái gì đây, massage là không bị rung bàn tay này anh em nhá. Đấy, chế độ massage nó không bị rung bần bật thì mấy con rẻ tiền này. 45W này, cái công suất là cực kỳ lớn, 45W luôn anh em nhá. Đấy, bên này anh em thấy không? Đây cũng thế, quên mất không đọc chỗ to thì đọc chỗ bé. Cái biên độ dao động sẽ là 12mm anh em nhé. 12mm tức là cái đầu nó này, cái đầu súng này nó sẽ dao động được hơn một phân anh em nhé. Biên độ dao động. Đấy, bình thường mấy con rẻ tiền nó chỉ khoảng tầm được 4 đến 5mm thôi. Con này khoảng tầm hơn một phân, đẳng cấp luôn anh em ạ. Đấy. Cái gì đây? Không được để kẹp tóc vào đây này. Đấy, không được để kẹp tóc vào máy massage này. Đấy, chắc bọn nó đề phòng với trường hợp mấy anh em bị giật tóc anh em ạ. Và con này nó sẽ là đời cao, nên nó sẽ made in China tất anh em nhé. Tất cả những cái hàng bán tại Mỹ mà đồ gia dụng hầu như made in China rất là nhiều. Và con này thì cũng là made in China luôn. Mình không ngần ngại nói made China, nhưng mà nó hàng cam kết hàng chính hãng anh em nhé. Nếu mà không phải hàng hãng thì mình xin phép đề gấp 10 lần cho anh em. Rồi. Hàng Infinity, hàng hãng luôn. Rồi, nhân vật chính. Rồi. Nhân vật chính đây anh em nhé, để tôi mượn tôi quay cho. Nhân vật chính đây, anh em sẽ nhìn thấy đúng không? Đây là một con súng massage rất là cao cấp anh em ạ. Đây, súng ở đâu đây, anh em sẽ nhìn thấy đúng không? Cầm cái tay cầm nó cũng cái đệm nỉ nhá, cầm cực kỳ mịn luôn anh em ạ. Súng thì cầm rất là đầm anh em nhé, đầm chắc. Đây, nó là dòng PIA Pro anh em nhé, một trong số những dòng rất là cao cấp. Phía sau đây, phía bên dưới này anh em sẽ nhìn thấy logo Infinity có chữ R ở góc bên phải, tức là hàng thương hiệu đã được đăng ký anh em nhé. Chân sạc này, hỗ trợ chân sạc này, nó sử dụng cái nguồn sạc là 24V anh em nhé. Đây 26V à. Đấy, 26V và mấy A, một gần 1A anh nhỉ. Để nó sẽ đi kèm với sạc luôn anh em nhé. Nó đi kèm với sạc, nó không sử dụng cái chân sạc Type C như mấy cái dòng rẻ tiền ở Việt Nam đâu. Mà nó rất nhiều cái chứng chỉ gì ở đây này. Đấy. Em nhìn thấy không? Đấy, cũng sử dụng viên pin là 2400mAh anh em nhé. 2400mAh. Nó có một lúc nguồn ở bên dưới này. Và một cái nút công tác ở bên trên này để chọn ấy nữa. Ôi chưa. Đấy. Cầm rất là sướng, rất là mịn anh em nhé. Đây. Các cái đầu của nó thì con này nó sẽ nhiều đầu hơn những cái con trước mình bán anh em nhé. Con này sẽ nhiều đầu. Đầu tiên là cái đầu là cán là những cái phần cơ rộng anh em nhé. Phần cơ rộng. Đấy. Có lén độ nén sâu này. Ví dụ như cơ mông to, cơ đùi to, cơ vai to anh em nhé. Thì sẽ sử dụng phần này để em ép được vào sâu phía bên trong. Cái này là cái dùi anh em nhé. Cái đẩy. Cái đẩy. Khi anh em mình ấy là cần massage đẩy ấy, độ G, nó G. Đấy, nó cán như cái xà beng ấy. Đây là massage dùi này anh em nhé. Massage sâu vào nhóm cơ ở bên trong. Đấy, mà không bằng nhóm cơ bên ngoài, không bị tác động nhiều. Thì đây, anh em sẽ dùng nhóm cơ này, kích hoạt những nhóm cơ bên trong. Nói chung là đã đi thể thao về thiếc về mà bị bó cơ, con này nó giải cơ rất là tốt anh em nhé. Đây, cái đầu này đầu rất là dị luôn anh em nhé. Đấy, đầu này nó có cái đầu êm anh em nhé. Đầu êm, đầu này mình cũng chưa hiểu nhu cầu massage nó là cái gì. Nhưng mà nói chung là anh em cứ thấy chỗ nào massage phù hợp để anh em chơi thôi anh em nhé. Đầu càng cua để massage cái vùng thăn anh em nhé. Hoặc là anh em massage vùng bắp tay, ví dụ Luân đưa tay đây tôi mở đây. Đây, nó như này, đây, các vùng tay, đây, bắp trên, đấy, massage ngực, anh em nhé. Massage ngực. Thôi chưa? Và cái đầu thông dụng nhất thì hiện tại bạn Luân đang lắp trên máy đây, đó chính là con đầu tròn anh em nhé. Con đầu này là con đầu dùi anh em ạ. Con đầu dùi rất là khét luôn. Đấy, con này là con đầu kinh điển, sử dụng massage khắp mọi nơi, khắp mọi vị trí anh em nhé. Em cầm của tôi máy xoay kìa. Khắp mọi vị trí ở trên cơ thể anh em đều có thể sử dụng cái đầu đầu tròn này được anh em nhé.
đầu tròn này là một trong số đầu rất là kinh điển. Đấy. Ôi chưa? Đây, bật nguồn anh em sẽ bật như này. Đấy, nó sẽ báo một cái đèn vòng màu xanh rất là đẹp. Và đây là cái nút bấm để chọn chế độ massage. Thì con này nó sẽ báo cái vạch pin anh em nhé, từ 20%, 100%. Đây. Từ này nó báo bằng cái đốm đèn. Và tiếp đến nó sẽ có 1 2 3 4 5, 5 cấp độ massage anh em nhé. Rất là nhiều, đúng không? Cầm cực kỳ đậm luôn. Con này cầm siêu sướng luôn anh em ạ. Sướng dã man luôn. Mà giá con này thì hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em giá siêu tốt luôn. 1.380.000 anh em nhé. 1.380.000 cho cái mã này. Hiện tại mã này trên Amazon của Mỹ nó đang bán gần 4 triệu. Xin thưa anh em. Gần 4 triệu tức là rơi vào khoảng tầm gần 200 đô, 180 đô mình nhớ không nhầm, 160 180 đô phải. Mà hiện tại giá Việt Nam mình đấu giá về bán cho anh em chỉ có 1.380.000 thôi. Đây mình sẽ bật thử cho anh em xem nhá. Đấy anh em thấy không? Đây là mức sứ đầu tiên nhá. Mức 1 thôi nhá. Mức 2 này. Úi dồi, sóng đánh kinh không? 3 này. Úi dồi. Anh em nhìn này. 3 này. Bao phê luôn anh em ạ. Bao phê luôn. 4 này. Úi dồi. Chưa một con nào mình về mạnh như con này anh em nhá. 5 này. Úi. Kinh khủng luôn. Dã man rồi. Như sóng như gọi là bão giật cấp độ gọi là mười mấy luôn. Đánh cực kỳ khét. Anh em nào mà đến trực tiếp và test con này thì bao phê luôn, đúng không? Và kèm theo con này anh em nhé, sẽ có sách hướng dẫn sử dụng đây này. Mình sẽ sử dụng. Tại vì đợt này mình về giá rẻ thì mình bán rẻ thôi, 1.380.000 chứ bình thường ngày trước như con Urika trước thì nhỉ? 1.800.000. Con này bán quá rẻ luôn. Đây, anh em nhìn nhá. Infinity, ok chưa? Đấy. Hộp đựng luôn. Đấy, anh em nếu mà đựng đi du lịch thì anh em đi rút đầu ra nhá. Rút đầu ra đặt đây. Đấy, hộp ra. Ok chưa? Đấy. Kéo khóa vào. Sách đi du lịch luôn. Sách đi khắp mọi nơi anh em nhé. Sách đi khắp mọi nơi. Ok chưa? Rồi. 1.380.000 cho mã này. Rất là tốt. Rồi. Tiếp bên đây thì sẽ là mấy cục giải mã kim âm ly mình sẽ lên sóng cho anh em nhá. Đầu tiên thì xin thưa với anh em, đây chính là 4 cục giải mã, sẽ bao gồm 2 con DVD và 2 con Onkyo anh em nhá. Thì con DVD đầu tiên mình giới thiệu đến anh em chính là cái con Denon ME55DV, một trong số những mã rất là cao cấp của thằng Denon. Và xin thưa với anh em, con này nó tích hợp một công nghệ rất là đáng giá, chính là công nghệ ProScan, là quét đa phân luồng trên mặt đĩa anh em nhá. Quét đa phân luồng trên mặt đĩa thì cho chất âm cực kỳ ngon anh em ạ. Cho chất âm gọi là căng nét là đẹp luôn anh em nhé. Chất âm phải nói là những cái con chơi DVD của thằng Onkyo và Denon tích hợp với công nghệ ProScan này, nó ra chất tiếng rất là mềm, sẽ tương đương với những con CD khoảng tầm 5-7 triệu là chuyện bình thường anh em nhé. Rồi, mình sẽ giới thiệu sơ qua về chức năng con này như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy mặt nó toàn bộ là mặt nhôm hết anh em ạ. Mặt nhôm và siêu dày luôn anh em, nhìn được cái lớp nhôm cực kỳ dày anh em nhé. Lớp nhôm rất dày, hai hồi hai bên sẽ được mạ đi kem. Đấy, rất đẹp. Mặt trước là nhôm tất. Đấy. Núm volume thì được tiện CNC bóng loáng luôn, thấy chưa? MD con này thì đọc ghi cực kỳ tốt anh em nhé. Riêng MD của Denon thì siêu bền luôn anh em ạ, bền vĩnh viễn với thời gian luôn. Tiếp đến là CD và DVD đều đọc cực kỳ ngon anh em nhé. CD DVD đọc cực kỳ ngon. Bát chép con này sẽ chỉnh trực tiếp trên mặt luôn, super bát này. Bát này, chép này anh em nhé, và chế độ direct như một âm ly chuyên nghiệp, thấy chưa anh em? Sẽ có giải mã Sitter và giải mã 5.1 luôn anh em nhé. Giải mã 5.1 luôn đấy, chế độ các chế độ giải mã 5.1 giả lập đấy. FM sẽ đủ 108 anh em nhé. FM đủ 108 anh em dùng, gọi là dò full đài Việt Nam và dò trực tiếp trên mặt luôn, dò trực tiếp trên mặt luôn đấy. Tích hợp trong con này thì sẽ bao gồm những công nghệ gì? Tích hợp trong con này sẽ bao gồm những công nghệ này, DVD này, chơi CD này, chơi MP3 này, chơi DTS này anh em nhé, chơi DTS này, công nghệ DTS này, Dolby Digital này, Dolby Vital Speaker anh em nhé. Dolby Vital Speaker nó là công nghệ giả lập âm thanh. Đấy. Và cục này thì đánh tốt những cặp loa bass khoảng tầm 25cm trở về. Nhưng mà tốt hơn nhất thì anh em sẽ đánh cặp loa dưới 20cm thôi anh em nhé. Với những con Denon, tại vì giải mid nó hơi dày nên là với những con mà cặp loa to quá nó không lên được cái chất mid dày của Denon, nó mất chất anh em ạ. Đấy. Công suất đây 70W và trở điện nguyên bản là 100V anh em nhé. Công suất rất là lớn luôn. Đây lưới tản nhiệt này, con nó có một quạt thốc thẳng ra ngoài này anh em nhé.
Optical in phục vụ giải mã 24 bit ở đây. Đây là kẹp loa sẽ đánh loa từ 6 đến 16 ohm, giải loa cực kỳ rộng. Đây là kẹp anten FM phục vụ nghe đài này. Các đường xuất video này, optical out này. Các cái đường line in out đầy đủ anh em nhé. Và có cả xanh đỏ tím vàng để phục vụ anh em config hình bộ dàn 5.1. Ok chưa anh em? Đây, rất nhiều chứng chỉ công nghệ của châu Âu được tích hợp sẵn trong con này. Nói chung Denon thì không phải bàn rồi anh em. Denon nó là một trong số những mã khá rất là VIP nha anh em nhé. Rất là VIP. Và hiện tại cục dàn này nó cũng nặng phải tầm chục cân. Riêng anh em không bê một tay được, bắt buộc phải khiêng hai tay. Đấy. Và hiện tại cái mã Denon ME55DV mình đang để cho anh em. Cục mà đẹp xuất sắc cái này là 2.500.000 anh em nhé. 2.500.000 cho mã Denon ME55DV. Tiếp đến bên dưới là một con VIP anh em ạ. Con này thì con cực kỳ VIP luôn. Con này chính là con ME2DV. Một trong số những cái bộ anh em nhé. Một trong số những cái bộ mà gọi là nó đi kèm với cặp loa bốn đường tiếng đấy, một trong số những con rất là VIP của thằng Denon mà nó bán rất là đắt luôn. Cục này riêng đi kèm cả bộ rất là đắt. Mặt nó thì tương tự như mặt con bên trên ME5DV anh em nhé. Các chức năng cũng gần tương tự, chỉ khác bên trong cấu hình. Bên trong là con này nó sẽ sử dụng con giải mã ngon hơn anh em nhé, và cấu hình ngon hơn. À, quên mất chưa giới thiệu với anh em, con Denon bên trên này sử dụng giải mã 24 bit anh em nhé. Giải mã 24 bit và sử dụng chuẩn giải mã là PCM luôn. Ok cho anh em. Đấy. Giới thiệu con bên dưới này là con ME2DV. Con này thì cũng như con trên, mặt nhôm toàn bộ, hai hồi là sẽ là cũng hai hồi mạ niken hết anh em nhé. Hai hồi mạ niken rất đẹp đúng không? Chơi CD và DVD cực kỳ ngon anh em nhé. Chơi CD DVD cực kỳ ngon đây. ProRescan là công nghệ cũng được tích hợp sẵn với con này. Gọi là công nghệ quét đa phân luồng trên mặt đĩa cho chất âm cực kỳ ok, đọc được cả đĩa MP3 và WMA anh em nhìn thấy không? Đấy. MD con này cũng đọc ghi tốt anh em nhé. MD đọc ghi tốt. Chỉnh bát chép con này thì cũng trên mặt luôn. Super bát này, bát chép này và chế độ direct mà đi chuyên nghiệp. Ok cho anh nha. Chế độ giải mã Sitte này, giải mã giả lập âm thanh này, có cái đèn VS luôn anh em nhé, đèn giả lập này. Đấy. Đấy, VS wide này. Đấy, chế độ Sitte. Công nghệ tích hợp này, Dolby Digital này, Dolby Vital Speaker này, DVD này, CD này, DTS này, đúng không? Và đây là cái công chơi đĩa MP3 này. Đây, giả lập này, Vital Speaker này, nó sẽ hiện ở đây. Ok chưa? FM sẽ đủ 108 anh em nhé, dò full đài Việt Nam và kết nối tất cả các thiết bị bên ngoài qua cổng AUX thoải mái. Ngoài ra thì có giải mã 24-bit cao cấp anh em nhé. Con này thì giải mã cực kỳ cao cấp anh em ạ. Nó sử dụng có con chip giải mã riêng, lớn hơn các con ở Denon cùng phân khúc anh em nhé. Nên là chất tiếng của nó ra cực kỳ ngon. Đây. Công suất con này thì cũng là 70W và điện nguyên bản 100V, phần lưới tản nhiệt đây. Và con này anh em sẽ nhìn thấy cái điểm khác nhau rõ nhất với con bên trên, nó sẽ là cọc loa toàn bộ, cọc loa bắp chuối anh em nhé. Chỉ xuất hiện trên những con cao cấp thôi. Optical in để phục vụ giải mã 24-bit đây này. Đấy. Các cái đường xuất video đầy đủ anh em nhé. Xuất video, xuất băng out đầy đủ. Kẹp anten FM phục vụ nghe đài này, các cái đường line in out đầy đủ và cũng có xanh đỏ tím vàng để phục vụ em config trên bộ dàn 5.1 và cực kỳ nhiều công nghệ tích hợp sẵn trên đây. Và nó có cái công nghệ này anh em nhìn này, có công nghệ của cả thằng Windows luôn. Đây Windows Media này, tích hợp sẵn ở trên con này. Đấy, nó rất nhiều chứng chỉ trên con này, và toàn chứng chỉ của châu Âu luôn anh em nhé. Và hiện tại con Denon này mình đang để cho anh em ME2DV. Bình thường con này sẽ rơi vào khoảng tầm 3.200.000. Nhưng mà trên video này mình để cho anh em giá con ME2DV chỉ có 2.800.000 thôi. Về cho anh em 2.800.000 anh em nhé. Mã này. Tiếp bên này là cọc số 02 thì xin thưa với anh em. Bên trên này thì sẽ là con Onkyo X9 anh em nhé. Một trong số những cái mã hết cái số của Onkyo rồi. Và con này thì đọc là một trong số những con lành cực kỳ anh em nhé. Lành dường như X7 nhưng mà lại chơi hơi hay hơn X7 rất là nhiều. Tại vì X9 nó là một cái series cao cấp cuối cùng anh em nhé, của thằng series đầu X rồi, đúng không? MD con này đọc ghi cực kỳ ngon này, CD cũng đọc cực kỳ ngon, và CD con này sẽ chơi mắt 213 nên cực kỳ lành anh em nhé. Toàn bộ mặt nhôm hết chữ vàng, màn hình căng nét này đẹp luôn. Đấy. Tích hợp trong con này sẽ là công nghệ D-Link và băng tần WiDAS độc quyền. Đấy. Núm volume sẽ là toàn bộ là tiện CNC tất anh em nhé. FM sẽ đủ 108 anh em, dò full đài Việt Nam, và dòng này sẽ đánh 4 con sò than nhí, đánh tốt những cặp loa bass 25cm trở về luôn. Ok chưa anh em? Đấy. Giải mã 24-bit của đầu X9 thì cực kỳ hay anh em nhé. Giải mã 24-bit của Onkyo nó ra chất tiếng rất là mộc mạc anh em ạ. Rất là mộc mạc, phù hợp anh em nghe nhạc xưa anh em nhé. Công suất là 55W và điện nguyên bản là 100V, made in Japan anh em nhé. Kẹp loa sẽ hỗ trợ loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa cực kỳ rộng, xúc điện ao có
optical in và out phục vụ giải mã 24 bit và các đường line in layout đầy đủ anh em nhé. Và con này nó sẽ có cái đường processor này để phục vụ em ngắt mạch equalizer máy ra anh em nhé. Sẽ có thể cắm equalizer ở ngoài vào hoặc lấy cái đường pre của bộ dàn ra để phục vụ cắm âm đi ở nhà cũng được. Để lấy đường giải mã mà anh em có thể tùy chỉnh volume ở trên này hoặc là tùy chỉnh equalizer rồi bắt đầu cho xuống bộ âm đi ở nhà. Và hiện tại cái mã này mình đang để Onkyo X9 đang là 1.900.000 anh em nhé. Một cái mã đẹp xuất sắc luôn. Con này đẹp xuất sắc, không tì vết luôn anh em nhé. 1.900.000. Tiếp đến bên dưới này thì sẽ là một con Onkyo 7GX DV. Xin lưu anh em đây, 7GX DV. Thì cái mã này là cái mã cao cấp nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm là chất lượng của con này mà giải mã đến kể cả đánh cái loa vào thì nó cũng rất là ngon anh em nhé. Đánh loa trực tiếp rất là ngon. Đây, tích hợp trong con này sẽ là công nghệ DOA Link này, ProRes scan này, quét đa phân luồng trên mặt đĩa này. Nhưng mà rất tiếc con này thì CD nó kén đĩa anh em nhé, mà nó chỉ chơi DVD thôi anh em ạ. Chơi DVD ok. Đấy, MD con này đọc vi tốt anh em nhé. Tích hợp trong con này sẽ bao gồm rất nhiều công nghệ Dolby Digital này, DTS này, Theming Third này, Theming Domino này và băng tần Wired độc quyền ở trên con này anh em nhé. Ok chưa? Đấy, có chế độ nghe nhạc này, Third này, Tear Third này và chế độ Sitter để phục vụ em nghe nhạc bình thường này. Cục dàn thì khá là dài anh em nhé, cục dàn khá là dài. Và nói chung là con này cũng khá là ổn định. Đây, phía sau Made in Japan, công suất là 65W điện nguyên bản 100V, kẹp loa hỗ trợ loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa cực kỳ rộng. Đấy, optical in phục vụ giải mã 24 bit, các đường xuất video này, các đường kết nối line in layout đầy đủ nhá, có xanh đỏ tím vàng để phục vụ em config trên bộ dàn 5.1 này. Đây là kẹp anten FM phục vụ nghe đài này. Và con này tích hợp rất là nhiều công nghệ của US này, tức là của thị trường Anh rất là nhiều trong con này, nhiều công nghệ anh em nhé. Và hiện tại con này thì mình thanh lý cho anh em với giá cực kỳ tốt là chỉ có 1.600.000 thôi anh em nhé. 1.600.000 cho Onkyo 7GX DV. Đấy, bình thường con này sẽ rơi vào khoảng tầm 2.300.000 nếu mà CD chạy tốt. Đấy, nhưng con này bị kén CD rồi, chỉ chạy DVD thôi anh em nhé. 1.600.000, giá quá thanh lý luôn. Cái này thì sẽ là cái mã dàn cũng khá là ngon đến từ thương hiệu LOD anh em nhé. Đó, đây chính là thương hiệu Hitachi. Và con này thì xin đưa anh em là nó được thuê toàn bộ là của thằng Đế Đông, nội thất là chính là thằng Đế Đông luôn. Đế Đông làm cho thằng Hitachi và Hitachi chỉ việc về đóng mác vào là bán thôi anh em nhá. Mã số 04, con này chính là con LODR100 anh em nhá. Mình xin giới thiệu sơ qua về chức năng con này như sau. Đầu tiên dàn về gồm hai thớt rồi, bên trên sẽ là thớt CD và bên dưới sẽ là thớt âm ly anh em nhá, âm ly kiêm FM. Thì CD con này thì như anh em nhìn thấy là CD toàn bộ mặt nhôm tất và thiết kế cực kỳ sang trọng anh em nhé. Bên ngoài sẽ là LOD, bên trong toàn bộ giống Denon M10 anh em nhé. Giống toàn bộ Denon M10 luôn. Thế nào hôm nọ mình vừa quay con Denon M10 mình bảo giống LOD đấy. Đấy, chính là con này. Con này nó thiết kế thì nó sẽ vuông vắn hơn con kia, góc cạnh hơn. Nhiều anh em đánh giá là LOD đẹp hơn anh em nhé, tại vì nó thiết kế sau. Đấy, CD 3 đĩa đọc cực kỳ ngon, cơ cáp ổn định anh em nhé, đã được bôi dầu tra mỡ đầy đủ, anh em về sử dụng 10 năm nữa không hỏng đâu. Tiếp đến bên dưới là sẽ là âm đi. Thì FM con này sẽ đủ 108 ấy anh em nhé, anh em sẽ dò full tất cả đài Việt Nam thoải mái trên con này. Đấy, cái Foot Fusion này, đấy, tab này, các chọn cổng này anh em nhé. Đấy, ok chưa? CD này, đấy. Bát chép sẽ chỉnh bằng núm riêng biệt này và bên trên này sẽ núm volume. Mặt rất là sáng đẹp, con này về rất đẹp luôn anh em nhé. Cấu hình loa thì con này sẽ bao gồm một con loa bát đường kính là 11 cm, gân cao su zin màng carbon ngọc trai, núm là núm kim loại. Bên trên này sẽ là con chép siêu tần anh em nhé, con chép siêu tần. Chất tiếng con này ra rất là ok và thụt hơi mặt trước, thiết kế loa cũng rất là đẹp. Cái gân cái gọi là vân gỗ trên loa nó cũng như kiểu là khá là độc, nó như kiểu là màu gỗ, gỗ chó hay sao ấy, trông nó khá là dị anh em nhé. Rất ít cặp loa có cái vân gỗ này, độc dã man luôn. Đấy, phía sau đây tổng thể anh em nhé, công suất của loa sẽ là 50W một chiếc và một cặp sẽ là 100W và trở kháng là 6 ohm. Đây anh em sẽ nhìn thấy Hitachi đây và Japan, ngoài chuẩn Japan luôn anh em nhé. Kẹp loa, cọc loa, toàn bộ cọc loa bắp chuối tất anh em nhìn thấy đúng không. Đến cục dàn đây, cục dàn công suất nó ghi đâu nhỉ, đây. Công suất cục dàn sẽ là 60W và điện nguyên bản 100V. Và riêng cục dàn này đánh những cặp loa bát dưới 20 cực kỳ hay anh em nhé. Nó chính là cái cục dàn giống như ở M10 của Denon đấy, nó ra giải mid cực kỳ dày luôn. Hỗ trợ kẹp loa này,
Đây là súp điện out này anh em nhé. Các cái đường line out đầy đủ này và có đường FM AM để phục vụ anh em kết nối thiết bị anten vào để nghe đài. Bên trên này thất CD công suất là 10W và điện nguyên bản 100V anh em nhé. Đấy. Hỗ trợ hai đường, một đường tín hiệu out, tín hiệu quang out và một đường tín hiệu out analog. Đây anh em nhìn 100V nó dán rất là to đây. Anh em về lưu ý đừng cắm nhầm điện anh em nhé. Và hiện tại mã dàn LOD R100 mình xin phép để cho anh em với giá cực kỳ tốt anh em nhé. Chỉ có 3 củ tròn thôi anh em. 3 củ tròn cho cái mã LOD R100. Thật ra là nó giống y như thằng Denon M10 mà giá thì tốt hơn rất là nhiều anh em nhé. Denon M10 nó đắt mà, Denon M10 cũng phải 4 triệu rưỡi rồi. Đấy, mà con này chỉ có 3 triệu thôi, rẻ hơn cho anh em được 1 triệu rưỡi. Nó chỉ ăn tiền thương hiệu thôi. Tại vì hàng này mình về giá tốt, mình bán giá tốt cho anh em ấy. Tại vì nó là Denon nó phải hay rồi đúng không? Nó là Denon mà anh em. LOD nhưng mà thực tế nó là Denon, nghe rất hay anh em nhá. Rồi, giá chỉ có 3 củ tròn thôi cho một bộ dàn 2 thất giờ đi kèm cặp loa rất là ngon. Đấy. Tiếp đến cuối cùng ngày hôm nay thì đây là một con hàng đấu giá anh em nhá. Con này chính là con Kenwood UDA77, xin đưa với anh em một cái mã dàn rất là ngon. Một mã dàn rất là ngon trên thị trường và mình sẽ giới thiệu đến anh em hàng về đấu giá kèm vào sách vở luôn anh em nhé. Kèm vào sách vở và anh em nào lấy mua bộ này thì mình sẽ tặng cho anh em quyển sách về để anh em nghiên cứu. Đấy. Và mình xin giới thiệu sơ qua về con này như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy con này toàn bộ là mặt nhôm tất anh em nhé. Mặt nhôm tất rất là đẹp và thiết kế chuẩn của Kenwood. Giống, rất giống so với cả cái series gọi là Kenwood K700, rất giống series K. Và con này nó cũng cao cấp, gần tương đương với Serica luôn, chất âm cực kỳ ok anh em nhé. Mình sẽ giới thiệu sơ qua về chức năng con này như sau. Đầu tiên anh em mặt nhôm toàn bộ này, đúng không? CD con này thì CD cũng chạy mắt 213, nhưng mà hiện tại hàng về là mắt nó đang bị kén đĩa nên mình coi như là mình bán cho anh em không CD luôn anh em nhé. MD con này đọc ghi tốt này. Đấy. Bát chép thì có thể chỉnh trực tiếp ở trên mặt luôn anh em nhé. Bát chép mid và có thể kể cả chỉnh equalizer 7 giải ở trên con này. Đây, chỉ bằng những cái phím tùy chọn trên mặt này thôi. Đây, setup này. Đây, setup này, xin lỗi anh em. Setup nhá, đúng không? Kéo xuống này. Sound setup này, chế độ sound là chế độ âm thanh này, D-bass này. À, tông này, manual equalizer này. Đây là chế độ chỉnh equalizer 7 giải này anh em nhá. User mode lưu vào cái bộ nhớ 1 này. À, anh em nhìn 1, 2, đúng không? Đấy, 7 giải chưa? 7 giải tần equalizer chưa? Chuẩn không? Không lại bảo mình chém gió, về không biết tìm lại bảo mình chém gió, đúng không? Ok anh em nhá. Đây là equalizer, đúng không? Và các cái phần chức năng như kiểu chơi nhạc từ USB này, chơi nhạc từ thẻ nhớ này, con này chạy rất ok anh em nhá. Kết nối thiết bị bên ngoài qua cổng AUX hoặc có thể chơi cái đường D-Audio là cái đường tín hiệu số này. Tín hiệu số này nhưng mà giống cái cổng Coaxial anh em nhá. Anh em lưu một chút nó sẽ là cái cổng Coaxial đấy. Ok chưa anh em? Đây. Cấu hình loa con này thì sẽ bao gồm một con loa bát đường kính là 11cm anh em nhé. Gân gọi là gân lụa tẩm dầu bền vĩnh viễn với thời gian luôn. Đấy. Màng carbon dấu lúm, sở bị căng luôn anh em nhé. Bên trên là con chép đôm, dòng đôm màng nhựa anh em nhé. Đôm màng nhựa siêu bền luôn và chất tiếng thì cực kỳ ngon. Thụt hơi mặt trước này. Đấy. Thùng vách rất là ok anh em nhé. Tổng thể đây. Tổng thể đập vào mắt anh em thì sẽ là cái củ chống nhiễu to như gọi là quả trứng vịt lộn luôn. Củ chống nhiễu to bãi trưởng anh em nhé. Công suất con này thì sẽ là 65W và điện nguyên 66W điện nguyên bản 100V. Đấy. Đây là hỗ trợ thêm cái thẻ nhớ phía sau này. Vừa nãy mình vừa bảo ngã thẻ nhớ cho anh em, chơi thẻ nhớ SD anh em nhé. Kẹp anten 5mm phục vụ nghe đài này. Đấy.
kết nối thiết bị bên ngoài qua đường AUX đây, mình đang cắm đây anh em nhá. Và có thể đánh loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Đấy. Đây, D audio ở phía sau cũng có này. Ok chưa anh em? Đấy. Và riêng cục dàn con này anh em nhé, đánh hai giải xò than ở hai bên, nó sẽ đánh tốt những cặp loa bass 25cm luôn, cho chất tiếng cực kỳ mịn tiếng anh em nhé. Và hiện tại nó đi kèm cặp loa, cặp loa theo hãng nó chỉ cho cặp loa 11cm thôi, nhưng tại vì sao mà hãng nó luôn luôn làm những cái cục dàn nó phải dư công suất nhiều, nghe loa nó mới hay anh em ạ. Con này cũng có thể kéo được cặp loa bass 25 nhưng mà chắc chắn nó sẽ không hay được như kiểu những con đâm đi to được anh em nhé. Gọi là mình không có thì mình dùng tạm mà thôi, đúng không? Đấy. Bình thường nó chơi mà để mà hay được thì những cái loa phải dưới bát dưới 20cm thì anh sẽ rất là chi tiết. Rồi bây giờ mình sẽ xin phép báo giá con này. Hiện tại con này mình xin phép thanh lý cho anh em với giá là 3.200.000 anh em nhá. 3.200.000 cho Kenwood UDA77. Ok chưa anh em? Chỉ có mỗi cái CD nó báo check đích thôi, chứ còn lại mọi chức năng hoạt động rất là ok. Luân ơi, bật nhạc. Để mình test nhạc cho anh em nghe nhá. Hôm nay video dài quá, gần 40 phút mình nói mệt, quá mệt rồi. Đến tầm này. Em hoa gầm chung đôi. Chào một người ngày xưa anh đã hứa, màu hoa kỷ niệm tuy đã tan úa, tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa lối này vẫn thương diều em đi, tàn cây năm trước ngày chưa anh em. Đấy. Mã dàn số 05 Kenwood UDA77 đang thanh lý cho anh em chỉ có 3.200.000 thôi anh em nhá. Và video ngày hôm nay thì mình xin phép được kết thúc ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở clip của ngày mai. Chúc anh em một buổi tối bên gia đình thật là vui vẻ và xin chào anh em.